hãy cùng với chúng tôi điểm lại sự bất ngờ của những thí sinh lớp 10 công lập khi mà không thể phán đoán được cách ra đề mới mẻ của năm nay, cũng như là sự phán đoán chính xác của chú đề Water dành cho đội chiến thắng trong những khai mạc Euro 2024. Những câu chuyện này thì nói lên điều gì trong dòng chảy kiến thức vượt qua? Và bất ngờ thì đó cũng chính là cảm xúc của các trường và các bậc phụ huynh khi mà thời điểm này thì nhiều người chót đăng ký cho con rồi mới biết là mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế đang được triển khai những năm gần đây được đề xuất là tăng học phí. Người dân miền Đông nước Mỹ đang chứng kiến số lượng ve sầu xuất hiện nhiều nhất trong vòng 2 thế kỷ qua. Thưa quý vị, mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế triển khai nhân rộng tại các huyện, quận huyện của Thành phố Hồ Chí Minh được khá nhiều phụ huynh học sinh ủng hộ. Tuy nhiên, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có đề xuất Thành phố Hồ Chí Minh xem xét tăng học phí đối với mô hình này trong năm học 2024-2025. Cụ thể, mức thu từ 1.750.000 đồng năm 2023 sẽ tăng lên là 2 triệu đồng một học sinh mỗi tháng. Đáng nói là năm 2023 đã được Hội đồng Nhân dân thành phố duyệt tăng 250.000 đồng so với năm 2022, ghi nhận một số ý kiến xung quanh đề xuất này. Đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, mức thu các trường tiên tiến hội nhập quốc tế tăng đúng lộ trình 15% một năm theo quy định. Tuy nhiên, một số trường từng thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế cho rằng nên có thông báo trước khi phụ huynh học sinh đăng ký nguyện vọng để phụ huynh có tâm lý thoải mái chọn đặt nguyện vọng vào các trường có mức thu phù hợp. Nên là có cái thông báo trước khi mà mình công bố cái kế hoạch tuyển sinh thì nó sẽ phù hợp và phụ huynh cảm thấy là thoải mái khi mà đăng ký theo học cũng như chọn loại hình học tập cho con trong cái năm học mới, thì nó sẽ rất là thuận lợi về phía nhà trường cũng như về phía phụ huynh học sinh. Theo tôi thì năm học này khoan tăng vì học sinh đã đăng ký tuyển sinh rồi. Mình tăng là sau khi phụ huynh đăng ký thì nó không hay. Bây giờ mình chuẩn bị cái lộ trình cho năm sau, nhưng nên lấy ý kiến của toàn dân. Một số phòng giáo dục và đào tạo cho rằng việc tăng mức thu tại các trường thực hiện mô hình tiên tiến hội nhập quốc tế là cần thiết để các trường tái đầu tư vào cơ sở vật chất, hoạt động dạy học nghiên cứu khoa học, cũng như mức trượt giá hiện nay. Thậm chí lâu dài, các mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế cần phải tiến đến tự chủ 100%. Nếu như chúng ta chi tất cả kinh phí cho con người, cho các hoạt động giảng dạy mà không để một phần cho cơ sở vật chất thì rất là khó khăn. Và lâu dần về sau thì chúng tôi rất là mong những trường tiên tiến này sẽ trở thành những trường tự chủ 100%. Theo Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên, cần đảm bảo nguyên tắc tạo cơ hội để tất cả các học sinh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục công lập đại trà. Một mặt cần công khai minh bạch tiêu chí để các trường có năng lực tham gia chuyển đổi sang mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế, trong đó phải minh bạch các khoản thu chi, thậm chí thực hiện kiểm toán khoản đầu tư. Cần minh bạch về tiêu chí của các trường có thể phát triển lên thành trường tiên tiến hội nhập. Chắc chắn đó vẫn phải là một trường hoạt động phi lợi nhuận, dù là không sử dụng ngân sách nhà nước hoàn toàn, mà sử dụng nguồn lực do phụ huynh đóng góp. Theo các chuyên gia, thực tế hiện nay hầu hết các trường công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện các khoản thu học phí khoảng 300.000 đồng một tháng, nhưng vẫn tổ chức được rất nhiều hoạt động cho học sinh học tập, trải nghiệm, nghiên cứu khoa học và đạt kết quả học tập rất tốt. Do đó, điều quan trọng là khoản thu phải đảm bảo chi trả cho hoạt động giáo dục của học sinh và nhà trường và nguyên tắc phi lợi nhuận. Thưa quý vị, ngoài đề xuất mức học phí đối với các trường tiên tiến hội nhập quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đề xuất một số khoản thu trong năm học tới, trong đó dự kiến tăng mức thu từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng một bữa ăn bán trú, tăng 5.000 đồng một suất so với năm học 2023-2024 do giá cả thị trường và đảm bảo chất lượng của bữa ăn. Ngoài ra thì còn có dịch vụ hoạt động giáo dục ôn thi tốt nghiệp đối với học sinh trung học phổ thông ngoài khung thời gian năm học 15.000 đồng học sinh một tiết. Chỉ trong vòng 4 thập niên vừa qua, tình trạng ô nhiễm không khí đã được xác định là có liên quan đến khoảng 135 triệu ca tử vong sớm trên toàn thế giới. Đây là kết quả của nghiên cứu vừa được Đại học Công nghệ Nanyang tại Singapore công bố.
Theo đó, thì nghiên cứu chỉ ra rằng các hiện tượng thời tiết như là El Nino đã làm gia tăng nồng độ chất ô nhiễm trong không khí lên mức nghiêm trọng. Trong đó, bụi mịn PM2.5 đến từ khói cháy rừng hay bão bụi và khí thải v.v. được cho là tác nhân chính liên quan đến những ca tử vong sớm. Bên cạnh đó, các bệnh lý như là tim mạch, bệnh phổi, ung thư. Theo nghiên cứu, tử vong sớm là các trường hợp tử vong xảy ra sớm hơn so với tuổi thọ trung bình do các nguyên nhân có thể phòng ngừa được hoặc là điều trị như là bệnh tật hoặc là yếu tố môi trường. Trong đó, thì châu Á ghi nhận số ca tử vong sớm cao nhất do ô nhiễm bụi mịn với hơn 98 triệu người. Người dân ở các tiểu bang miền đông nước Mỹ đang chứng kiến một hiện tượng tự nhiên mà các nhà khoa học cho rằng chưa từng thấy trong hơn 2 thế kỷ qua. Nguyên nhân là số lượng ve sầu nhiều đến bất thường là do hai loại ve sầu Bruce 13 và Bruce 17 vốn chỉ xuất hiện sau chu kỳ 13 hoặc là 17 năm thì nay lại xuất hiện cùng một lúc. Sau nhiều năm ẩn sâu dưới lòng đất thì hàng nghìn tỷ ấu trùng ve sầu đang trồi lên với số lượng chưa từng thấy. Loài ve sầu ẩn náu này chỉ được tìm thấy ở miền đông nước Mỹ và một số nơi khác trên thế giới. Lượng ve sầu nhiều khổng lồ khiến cho cư dân phải chịu tiếng ồn chói tai, còn to hơn cả tiếng máy cắt cỏ từ sáng sớm cho đến hết mùa mà chúng giao phối. Nhiều khả năng là ve sầu sẽ tụ lại ở vùng rừng và khoảng cây xanh đô thị gần nơi chúng chui ra. Sự xuất hiện kép năm nay sẽ kết thúc vào tháng 7. Các nhà khoa học khuyến nghị nên để mặc đàn ve sầu bởi chúng có lợi cho hệ sinh thái, không cắn hay đốt và không truyền bệnh. Sáng ngày 14 tháng 6, trong khi đang san gạt đất nền nhà, thì một gia đình ở thôn Nghĩa Dũng, xã Lang Thíp, Yên Bái đã phát hiện một vật thể nghi là bom và đã báo cáo cho Ủy ban Nhân dân xã. Qua xác minh của cán bộ ở Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, vỏ bom còn tốt, đường kính 0,42m, chiều dài là 1,2m, có trọng lượng là 340kg, loại 750 bảng Anh, là loại bom phá nằm sâu dưới đất khoảng 2m. Khi phát hiện phần đầu bom hướng xuống dưới, hiện bom đã lộ thiên. Lực lượng chức năng địa phương tổ chức căng dây bảo vệ hiện trường, canh gác 24/24 giờ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, địa điểm hủy nổ và xây dựng kế hoạch báo cáo cấp trên phê duyệt để tổ chức hủy nổ. Thưa quý vị, giờ sẽ là câu chuyện của một điểm tuần ngày hôm nay. Hết bạch tuộc, rồi đến voi này, rồi chó, rồi mèo, rồi rùa nữa. Năm nay tại Euro 2024 thì chú đười ươi Water lại nổi lên như một nhà tiên tri thú vị khi mà đã đoán trúng được kết quả trong trận ra quân của đội tuyển Đức diễn ra vào tối đêm ngày hôm qua. Thưa quý vị, tại sao con người cũng làm được mà? Tại sao lại phải lôi con vật vào đây làm gì nhỉ? Có lẽ là trong những dự đoán này á, thì kết quả nó không còn quan trọng nữa và con vật thì chẳng có thông tin nền gì cả. Thế nên là những gì mà chúng lựa chọn ấy, phần lớn là ngẫu nhiên hoặc cũng có thể chúng dựa vào một lý do bí ẩn nào đó mà con người chưa biết, chưa giải thích được thì sao? Quý vị thử nghĩ mà xem, một thứ vừa bí ẩn, vừa thú vị, vừa vô hại, chẳng có lý do gì để không thử cả. Thế nhưng mà những dự đoán trong thực tế thì không có điều kiện lý tưởng như thế. Hãy cùng nói về những dự đoán trong mục điểm tuần ngày hôm nay. Phải nói rằng là xưa nay thì con người khá thích những dự đoán. Nó cho ta cảm giác có thể làm chủ được tương lai. Thế nhưng đã là dự đoán thì luôn có những sai số đi kèm. Nếu thấy một ai đó khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng tôi đã đoán là chỉ có đúng thôi, thì có lẽ sẽ có 3 trường hợp thế này. Người đó là một vị thần thánh giàu có phương nào đó. Vì như người ta đã nói, biết trước thì đã giàu mà. Trường hợp thứ hai là đó là một kẻ nói khoác. Hoặc tệ nhất đó là trường hợp kẻ đó đang tung hỏa mù để lừa người. Và ta chính là nạn nhân mà chúng đang nhắm tới. Giống như là một câu chuyện, một đường dây lừa đảo với hình thức lô đề vừa bị triệt xóa tại Thanh Hóa trong tuần vừa qua. Các đối tượng này đã giả danh nhân viên lãnh đạo của công ty xổ số, nói khoác là có thể có khả năng biết trước và can thiệp được vào kết quả quay thưởng xổ số. Thế nên là có thể tiết lộ số lô số đề chính xác 100%. Kết quả là hàng trăm người đã bị lừa trên cả nước với số tiền lừa đảo lên tới hơn 5 tỷ đồng. Vâng, dự đoán một mối nguy để tránh xa, dự đoán một cơ hội tốt để nắm lấy. Thực ra dự đoán là điều liên tục diễn ra một cách vô thức trong suy nghĩ của chính mỗi người chúng ta. Nó là một phản xạ tự nhiên, nó mang tính sinh tồn để ta có thể bảo vệ chính mình và xa hơn nữa là chiếm được ưu thế trong những tình huống nhất định. Thế nhưng đoán vẫn chỉ là đoán mà thôi, chẳng ai cấm được việc là thực tế có thể khác với những dự đoán. Vâng. Đầu tuần qua thì dư âm của kỳ thi vào 10 tại thành phố Hồ Chí Minh cũng mang nhiều cảm xúc liên quan đến câu chuyện này. Đoán đề thi ấy, để mà học tủ thì đương nhiên là không nên rồi. Thế nhưng mà đoán xu hướng ra để chuẩn bị một cách chu đáo cho kỳ thi thì cũng chẳng có gì là sai cả. Vấn đề là
cách học cũ, cách dạy cũ, nhưng mà cách ra đề lại mới, nó khiến cho nhiều sĩ tử bất ngờ. So với chương trình học thì nó cao hơn, có mấy bài toán thực tế là cần mình phải suy nghĩ nhiều hơn, rồi nó phức tạp hơn. Bạn đang nằm ở trong phòng. Bạn không ra, bạn không giao tiếp. Ngay cả khi bạn bè tới và mình cũng rất là nhờ nhiều người để can thiệp, nhưng mà thật sự rằng là không xử lý được bạn. Bạn bỏ 3, trong đó có 5 câu thực tế và bạn chỉ làm được 2 câu. Môn hình bạn bỏ 1 câu nhỏ, toán thực tế bỏ 3 câu và bạn chỉ nói với mình rằng là bạn cho chấm điểm cho bạn từ 4, 7, 5 cho đến 5 điểm thôi. Vâng, bất ngờ là vì đề thi năm nay tỷ lệ các câu mở rộng, áp dụng kiến thức vào thực tế nó nhiều hơn. Tất nhiên là những đổi mới cần phải có sự đồng bộ hơn từ khâu giảng dạy cho đến khâu ra đề để tránh những bất ngờ, những ngỡ ngàng đối với các em học sinh khi mà mở đề ra. Thế nhưng ở một góc nhìn tích cực hơn thì cũng phải nói hai điều như thế này. Xưa nay, học đi đôi với hành, rồi kiến thức áp dụng vào thực tế, đó là điều mà chúng ta vẫn luôn hướng tới cơ mà. Thế nên thay đổi này cơ bản là tốt đấy chứ, đúng không thưa quý vị? Và nữa là với các sĩ tử, không quan trọng là được bao nhiêu điểm đâu, không quan trọng là làm được bao nhiêu câu đâu. Vì kỳ thi thì cũng giống như là một trận bóng vậy. Cuối cùng không phải là chúng ta ghi được bao nhiêu bàn, mà quan trọng là số bàn thắng của chúng ta có nhiều hơn của đối thủ hay không mà thôi. Thưa quý vị, thông tin trong mỗi một dự đoán là rất quan trọng. Khi mà có thông tin cùng với những kiến thức, những trải nghiệm của riêng từng người, thì những dự đoán sẽ được đưa ra với sai số nhỏ nhất. Về tầm quan trọng của thông tin thì chúng tôi mời quý vị sẽ cùng nhìn vào sơ đồ này. Vâng, với logic của suy nghĩ thông thường, tôi tin là cũng không có khó khăn gì cả trong việc chúng ta có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Mưa lớn này thì nước trong đập thủy điện sẽ đầy, nước đầy thì cần phải xả, đơn giản là vậy thôi. Thông tin bị thiếu ở đây chính là khi nào xả, xả trong bao lâu, tốc độ xả như thế nào, vân vân. Tiếc rằng đó lại là một thông tin quan trọng liên quan đến tốc độ và thời điểm di rời tài sản của người dân. Vâng, sau những trận mưa lớn tại nhiều tỉnh thành phía Bắc trong thời gian vừa qua, trong đó có Hà Giang, thì người dân và chính quyền xã tại các địa phương vùng Hạ Du cho biết là họ không hề nhận được thông báo trước khi mà các nhà máy thủy điện ở đây xả lũ. Vậy là nhiều tài sản chỉ được di rời khi nước đã ngập ngang nhà. Không có bất cứ một thông tin gì, nó lên dâng nhanh quá, nước lên dâng chắc khoảng rơi tầm khoảng 2 tiếng là nó ngập toàn bộ. Dân trong khu này hầu như là tất cả những nhà bên cạnh này kể xe máy cũng ngập hết. Quanh đây là hầu như là cơ bản là dân là hơi bị động. Tôi không nhận được một cái thông báo nào về việc xả lũ của thủy điện. Vâng, quy chế cung cấp thông tin về vận hành đóng xả lũ đã được tỉnh Hà Giang ban hành từ tháng 8 của năm 2021. Thế nhưng mà rõ ràng cái guồng máy vận hành này vẫn thiếu kết nối, vẫn đứt gãy về thông tin. Thế mới thấy là những buổi tập huấn giả lập công tác cứu hộ cứu nạn, xử lý những tình huống khẩn cấp bất ngờ nó quan trọng đến như thế nào. Nó giúp cho khâu vận hành được trơn tru hơn trong những tình huống khẩn cấp ít gặp đó. Vâng, còn một biến số nữa làm ảnh hưởng tới những sai số trong các dự đoán, đó là khoảng cách từ lý thuyết đến thực tế. Lý thuyết hay nói cách khác là những quy định, nó như là một luật chơi chung được định sẵn để ai cũng có thể bám vào và hiểu cách vận hành của những tình huống cụ thể đang diễn ra. Khi mà lý thuyết không được tôn trọng ấy, thì thực tế sẽ là một sân chơi khác với những tình huống cần có những dự đoán khác. Những dòng quy định trên tấm biển trông xe này là một lý thuyết không được tôn trọng như thế. Nó có ghi rõ khu vực trông xe thì cần có vạch kẻ đường như thế nào, cần có giá niêm yết ra sao, vé thì cần có ghi thông tin như thế nào, nhân viên cần mặc đồng phục v.v. Thế nhưng thực tế thì luật chơi ở sân chơi này lại đơn giản hơn rất nhiều. Muốn đỗ xe thì trả tiền. Đây không phải là việc mới, thế nhưng mà tôi rất ấn tượng với hai đoạn hội thoại. Một là của người gửi xe và hai là của người trông xe trái phép trong Tiêu Điểm đã từng phát về câu chuyện này tuần vừa qua. Mình có vé không? Có đấy anh. Vé gì mà lạ ta? Vé này vé cũ chứ. Thì vé chỉ có vé đấy anh ạ. Thì vé của em in có nhiều nhiều công ty nó in một lần thôi. Anh gửi thôi mà không gửi thôi chứ anh. Vé của em là vé cũ mà. Vé cũ thôi thì anh đưa em về, anh chuyển đi. Anh đỡ anh gửi bọn em nhận xe khác ạ, không cần đâu, em không cần đâu. Anh gửi thôi, em bắt bẻ bọn em mất thời gian lắm. Anh chuyển đi. Anh cho xe khác vào. Em cũng có lên phố cổ thì mỗi một lần em gửi xe thì mất khoảng 50.000. Thì em cũng nghĩ, em cũng không biết là những cái đấy là do nhà nước thu hay là một cái tư nhân nào đứng lên để thu cái tiền đấy. Mình có vé gửi xe lúc đấy không ạ? Họ có đưa một cái tờ vé. Vâng, nhưng mà họ không ghi giá tiền.
Tôi nghĩ rằng hai đoạn hội thoại vừa rồi phần nào phản ánh gốc rễ của vấn đề mà chúng ta đang nói ở đây. Người trông xe trái phép thì tất nhiên là trục lợi rồi. Và như quý vị thấy, nếu như không gửi, họ chẳng cần. Họ đuổi chúng ta đi cơ mà. Còn phía người gửi xe thì sao? Chúng ta đang có phần mặc kệ, chấp nhận một điều không đúng đắn nhưng trong giới hạn chịu đựng được để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Trong bối cảnh thiếu chỗ để xe trầm trọng tại các thành phố lớn như hiện nay, trong sự lơ là, chưa siết chặt của các lực lượng chức năng và với giá trông xe vài chục nghìn mà nhiều người trong chúng ta có thể tặc lưỡi cho qua, thì câu chuyện cũ này sẽ còn quay đi quay lại. Tôi tin là như vậy. Vâng, cuối cùng thì điều bị ảnh hưởng nhiều nhất đó chính là an ninh trật tự ở khu vực và là sự thất thu của nhà nước với hoạt động của các bãi đỗ xe này. Thưa quý vị, lại nói tiếp về những dự đoán và tầm quan trọng của những thông tin trong đó. Khi mà dự đoán mà không có thông tin nền chính xác ấy, thì đó là đồn đoán mất rồi. Trong tiêu điểm ngày hôm qua trên sóng Chuyển động 24 giờ thì tôi cũng đã trình bày một số những bình luận với những trường hợp nạn nhân cụ thể là nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. Họ nghỉ hát một thời gian thì bị đồn là đi đẻ này. Đăng ảnh được cầu hôn thì bị đồn là đang cặp đôi với một ngôi sao Hàn Quốc nào đó, vân vân. Quý vị có thể xem lại trên kênh YouTube của VTV24 với từ khóa là tổn thương từ những tin đồn vô căn cứ. Còn trong tiêu điểm ngày hôm nay thì vâng, nhưng tôi cũng nghĩ rằng đính chính cũng là một loại thông tin. Theo một thói quen không tốt lắm của cộng đồng mạng thì một thông tin ấy, muốn được nhiều sự quan tâm, nó cần có một chút drama nào đó ở trong đó. Nào, bên cạnh những bằng chứng cụ thể, sắc bén, hãy thêm một chút drama cho những thông tin đính chính. Chúng ta có thể làm gì đây? Sau đây, thưa quý vị, sẽ là một tình huống xin được giới thiệu trích đoạn phim Phía trước là bầu trời. Bà Hạc hàng xóm sẽ trong vai nạn nhân dính tin đồn sai sự thật. Bà ấy sẽ phản ứng thế nào đây để có một chút drama trong việc đính chính? Các diễn viên còn lại, những cô cậu sinh viên trong khung hình này sẽ trong vai người lan truyền những tin đồn vô căn cứ sai sự thật kia. Xin được nhắc lại, đây chỉ là một tình huống có thể thôi, chứ tôi không khuyến khích làm theo cách này. Vì theo tiêu chuẩn truyền thống ấy, thì nó có những ngôn từ không dễ nghe cho lắm. Nhưng quả là với các nạn nhân không thể hiền mãi được. Gợi ý này cũng sẽ khép lại mục điểm tuần ngày hôm nay. Ôi bà Hạc kìa! Cha bố lũ yêu tinh kia! Ngày thì đú kiểu ngày, đêm thì đú kiểu đêm. Chúng mày có cho người khác ngủ không? Hả? Mày láo với bà mày thế hả? Bố mẹ mất tiền cho chúng mày ăn học. Học cái khôn đâu chả thấy, giặt là lúng mất dậy. Mà mặt đứa nào đứa nấy sáng như gương tàu ấy, chứ có đen như đít nồi đít chó đâu mà cứ chơi chơi như là cái máy lính thế hả? Thôi giải tán đi ngủ đi. Cục đường bộ cao tốc đã phê duyệt dự án đầu tư kinh doanh hai công trình trạm dừng nghỉ thuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn. Hai trạm này thì sẽ có các công trình dịch vụ công miễn phí bao gồm bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm cho lái xe. Công trình dịch vụ thương mại thì gồm khu vực phục vụ ăn uống, trạm cấp nhiên liệu, sạc xe điện, xưởng bảo dưỡng và sửa chữa. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 325 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện thì là 15 tháng. Dự kiến tháng sau, Hà Nội sẽ đưa vào khai thác thương mại tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội. Hiện thành phố cũng đang lên phương án kết nối mạng lưới xe buýt nhằm tăng hiệu quả khi mà tuyến đường sắt đô thị này khai thác. Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, có tới 41 tuyến buýt sẽ kết nối với đường sắt đô thị. Khoảng cách điểm dừng xe buýt ở toàn bộ 8 ga dọc tuyến thì không quá 100 mét và người dân đi lại sẽ rất thuận tiện. Các kịch bản ứng phó khi tuyến Nhổn - Ga Hà Nội gặp sự cố thì cũng được xây dựng theo hướng sẵn sàng giải tỏa hành khách bằng loạt các tuyến buýt gom. Vâng, thưa quý vị, đến thời điểm này đã tròn một tháng kể từ khi quận 1 thành phố Hồ Chí Minh thí điểm việc cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân quận 1 thì 11 tuyến đường tại khu vực này tiếp nhận ngày càng nhiều hộ kinh doanh đăng ký sử dụng. Và trong một khảo sát được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện vào năm ngoái cũng cho thấy là 48% chủ cửa hàng, 61% hàng rong cố định và 36% hàng rong di động đồng thuận với chủ trương thu phí. Sự đồng tình và ủng hộ của người dân đang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thí điểm dự kiến kéo dài đến hết tháng 9 năm nay. Đăng ký qua phần mềm trên điện thoại và việc đóng tiền cũng được thực hiện trực tuyến. Anh Kỳ lập tức được cán bộ phường hỗ trợ để kẻ vạch sơn. Với mức đóng hơn 8 triệu đồng trong vòng 6 tháng tới, anh sẽ được sử dụng phần vỉa hè trong vạch để buôn bán cà phê. Thực tế mà khi có những quy định đó thì mình sẽ dễ dàng hơn trong việc hoạt động kinh doanh.
Nói chung là không có bị phải sợ về vấn đề lấn chiếm vỉa hè hay là về những cái vấn đề liên quan tới vỉa hè nữa. Nói chung là vừa người đi bộ vừa có chỗ để đi bộ và mình người kinh doanh vừa có chỗ để có thể hoạt động kinh doanh như bình thường. Hộ kinh doanh của bà Liên đã đăng ký thuê vỉa hè ngay từ những ngày đầu tiên triển khai. Với giá thuê khoảng 100.000 đồng mỗi mét vuông, mỗi tháng bà Liên trả thêm khoảng 800.000 đồng. Mức phí được coi là rất hợp lý. Nói chung vậy thì cũng ổn. Tại vì cái thứ nhất là nó cũng rộng được vài bàn, ngồi ăn thì khách cũng không phải lo lắng là cứ bê bàn chạy ra chạy vào. Còn địa phương thì cũng có thêm chút thu để sửa sang lại những cái nơi nó bị xuống cấp. Cái vị trí mà ngồi được vỉa hè, mình ngắm cảnh đường phố đi qua đi lại là được chỗ để xe nữa, giờ mình trong xe luôn là rất là tiện. Theo thống kê, hiện đã có gần 200 hộ đăng ký sử dụng một phần vỉa hè trên 11 tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện để tổ chức kinh doanh mua bán hàng hóa. Về góc độ chính quyền thì quản lý sẽ tốt hơn, nó sẽ đơn giản hơn được cái vấn đề mà chúng ta phải đi thường xuyên xuống dưới đi kiểm tra. Chúng ta chỉ đi nhắc nhở ban đầu thôi. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, toàn thành phố có 929 tuyến đường có vỉa hè rộng từ 3 mét trở lên. Nếu việc cho thuê vỉa hè được triển khai trên quy mô rộng, số phí thu được mang lại cho ngân sách thành phố sẽ khoảng hơn 1.500 tỷ đồng mỗi năm. Tuy vậy, mục tiêu chính của thu phí vỉa hè không phải là nhằm tăng thu ngân sách, mà thông qua đó có thể chỉnh trang lại đường phố, giải quyết một phần nhu cầu có thực của người dân, kết hợp với việc quản lý trật tự đô thị và chấm dứt nạn bảo kê lợi ích nhóm. Thưa quý vị, Hồ Điều Hòa vừa là không gian xanh tạo cảnh quan đô thị, vừa là địa điểm vui chơi giải trí và luyện tập thể dục thể thao công cộng cho người dân tại các đô thị xung quanh. Tuy nhiên, cũng có những hồ điều hòa chưa phát huy được vai trò tác dụng của nó khi ở trong tình trạng cạn trơ đáy, cỏ mọc um tùm, ghi nhận tại Hồ Điều Hòa Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thủ đô Hà Nội. Cỏ mọc um tùm và chỉ có những vũng nước đọng giữa lòng hồ. Đây là thực trạng của hồ điều hòa Trung Văn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Nó cạn cũng lâu rồi đấy. Bây giờ chỉ biết là mưa xuống là có nước và là nắng lên nhiều thì là sẽ hết cái nước mưa ấy đi. Thì khoảng 15-20 phân như thế này thôi. Ở đây cái hồ này là không có nước cấp mà hoàn toàn là nước thu mặt về. Thế bây giờ là các cái nhà cáo xung quanh đây là người ta có cái chức năng thu nước mặt ở khu vực của người ta thì cái lượng nước về hồ đương nhiên là giảm đi. Mặc dù thời gian gần đây Hà Nội đón nhiều trận mưa dông lớn nhưng không giúp lượng nước trong hồ được cải thiện. Ở những đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, hồ điều hòa thì vô cùng quý giá. Đây là nơi mà có thể là dự trữ nước, điều hòa khí hậu và giúp làm giảm ngập úng ở các khu đô thị xung quanh. Và mỗi một cái hồ điều hòa như thế này thì còn là một cái không gian để người dân có thể là đi lại tập thể dục, thư giãn trong mỗi một ngày. Tuy nhiên, khi mà hồ điều hòa không có nước, tất cả những tác dụng của nó dường như bằng không. Và việc hồ điều hòa Trung Văn cạn đáy thì cũng là một trong những cái nỗi tiếc nuối nhất của người dân sống tại khu vực này. Người ta xin nhìn lại có nghĩa là cái hiệu quả của nó không cao, nhưng mà bây giờ cũng không biết làm thế nào được. Nói chung là một cái hồ mà không có nước thì gọi là hồ chết à, đúng không? Bạn hình dung là mỗi cái hồ nó như một cái máy điều hòa. Nếu mà không có nước thì là máy điều hòa hết ga rồi. Hồ cạn nước không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, lãng phí một lá phổi xanh nằm giữa thủ đô, mà còn tiềm ẩn những nguy cơ thành ổ trú ngụ cho muỗi. Thưa quý vị, cảnh sát Hàn Quốc đã phải mở cuộc điều tra khẩn cấp sau khi hơn 100 cơ quan công quyền nhận được email có nội dung đe dọa đánh bom. Theo hãng thông tấn Yonhap, cơ quan cảnh sát quốc gia nhận được trình báo từ một nhân viên làm việc tại sân bay quốc tế Seoul về việc nhận email đe dọa đánh bom gửi tới hàng loạt địa chỉ khác. Ngay sau đó, cảnh sát Hàn Quốc đã kiểm tra nhưng không tìm thấy chất nổ hay thiết bị khả nghi nào tại các địa điểm đông người phổ biến như sân bay, trường đại học, văn phòng và bệnh viện, nhưng không tìm thấy thiết bị khả nghi. Cảnh sát nghi ngờ mối đe dọa có thể là một trò lừa bịp và đang truy tìm người gửi đi email nói trên. Hôm nay, Bộ trưởng Truyền thông Indonesia cho biết nước này sẽ chặn mạng xã hội X nếu nền tảng này không tuân thủ quy định cấm nội dung người lớn. Chính phủ Indonesia đã gửi thư cảnh báo tới mạng xã hội X liên quan đến vấn đề trên, nhưng hiện chưa có phản hồi.
Theo luật giao dịch và thông tin điện tử của Indonesia, cá nhân pháp nhân vi phạm quy định phát tán nội dung khiêu dâm có thể đối mặt với án tù 6 năm. Mới đây, mạng xã hội X đã cập nhật các chính sách cho phép người dùng đăng tải các nội dung người lớn, miễn là nó được sản xuất và chia sẻ với sự đồng thuận của các bên. Chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục gửi thư cảnh báo trước khi quyết định chặn mạng xã hội này. Theo thống kê, mạng X có 24,85 triệu người dùng tại Indonesia. Người dân tại Ấn Độ vẫn đang phải trải qua đợt nắng nóng chưa từng có kéo dài gần một tháng qua, với mức nhiệt độ có lúc chạm mốc 50 độ C. Nắng nóng gay gắt và thường xuyên đã khiến cho mọi hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn hơn, và trẻ em tại đây thì rơi vào cảnh là thiếu chỗ vui chơi. Các công viên và sân chơi này đều vắng tanh kể từ khi nhiều nơi tại Ấn Độ ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C. Kỳ nghỉ hè của trường học tại Ấn Độ bắt đầu từ giữa tháng 6 đến tháng 7. Do đó, các bậc cha mẹ thường đăng ký cho con tham gia chạy hè hoặc khuyến khích con học một môn thể thao mới để tận dụng thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, năm nay họ đã khó lựa chọn hơn do điều kiện nắng nóng gay gắt bao phủ cả nước. Chúng tôi cũng động viên bọn trẻ tìm hoạt động trong nhà để chơi, nhưng làm gì có mấy lựa chọn. Rồi chúng lại chỉ có điện thoại và TV để giải trí thôi. Bây giờ còn đang là kỳ nghỉ hè nữa, nên bọn trẻ cũng không phải tới trường hay làm bài tập về nhà. Thế nên chúng cứ vùi đầu vào chơi điện thoại và xem TV, khá là lo ngại. Không khí không có hơi ẩm làm nhiệt độ tăng cao và khiến việc hoạt động ngoài trời trở nên khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Nhiệt độ cao khiến lũ trẻ vã mồ hôi nhanh hơn. Chúng cũng không muốn ra ngoài trời chơi vì sẽ mất nước nhanh khi tiếp xúc lâu với nắng nóng. Mọi năm thì con trai tôi hay đi bơi, nhưng giờ nóng quá nó cũng không muốn ra ngoài đi bơi nữa. Cơ quan thời tiết Ấn Độ cho biết đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, kéo dài suốt 24 ngày qua. Đồng thời cảnh báo thời tiết sẽ ngày càng nóng bức hơn và gây hậu quả dữ dội hơn trong tháng tới nếu không có các biện pháp phòng ngừa. Do đó, giới chức nước này đã liên tục khuyến cáo người dân nên ở trong nhà nhiều nhất có thể và nên bổ sung nước ngay cả khi không thấy khát.